Chào mọi người ha. Nay mình sẽ chơi game tên là Chibi Room. Đây là dạng trên game Bách Room nha. Đây nè, đang ở cái khu Bách Room. Nên những cái này nó là dạng cải tạo tự nhiên à. Nó đi theo đồ để tìm cái lối ra trong cái khu thế này. Trong một tờ bài tùm lum hết gì vậy, hãy gãy vậy đường rồi. Mình ở đây nha. Quay lại chỗ cũ. Có tài. Yeah. Cái đường ra khỏi đây mình mang theo một góc đi rồi. Thôi đầu nó tới góc này thì hết rồi. Hết rồi, góc phải đó mình đi. Có đường đi hết chưa, mấy cây vòng công tờ thôi luôn. À, tới nơi rồi phải. Nó kêu bấm E để xe nó đi vào rồi. Bedroom của chị Bedroom gì đấy hả? Tiền thì nó cũng như cái mê cung thôi. Chết gì trời. Để đi theo góc phải nha. Đồ. Ở đây thì ôi ngô à. À đáng sợ. Tối luôn. Hôm nay không, anh cũng vậy. Nói thôi, anh cũng vậy. Thôi. Cái room này làm khá là rộng ha. Ở đây rồi lại cầm ra lại ít đường à. Trễ bị lạc hôm nay lắm nha. Tu tốt thấy có cái
quen quen là cái khối này là nó được luôn rồi phải. Có đi rồi xác rồi, tại là hình như nó bị xây dựng cái mình phạt đường hay sao á. Đèn rồi nè, cái khu chị gọi mà ta. Vậy à. Đi thẳng à. Trái còn sao? Đây thì có bị đen rồi, có một cái cổng tắc ở đây nè, đây cắm me rồi, thấy chuyện gì ra hết sao vậy? Nó có một công tắc và cắm vô. Ở trong cái bathroom này lâu á, cảm giác mình ngột ngạt thì giống như bị giam cầm vậy, trường cho mình mà cảm giác giống vậy ha. À, cái khu vực này nhiều rồi. Câu điện này ta. Phải có ổ điện đen tinh vậy. Cái vách râm này giống như là nó làm tán ra để mình đường hay sao đâu. Đây là hoàn toàn không có gì hết. Để mình phải đi kiếm tắt hả? Hiểu nhảy nhưng mà thì khá là rộng rồi. Cái tường này lại cứ đổi đi, qua đây quá tối rồi, đang bắt đầu tối rồi, mở đèn pin đi rồi. Để cho mở đèn pin bằng ép luôn. Được luôn. Cái trùm này đáng sợ nha. Như một cái mê cung vậy. Đây là bức tường luôn. Thì bây giờ mình thấy là rất là tối luôn. Không mở đèn là không thấy gì cả. Đó, mở đèn là không thấy gì luôn á. Mình sao nó kêu bấm e ta, bấm e rồi đó.
mới được. Sao vậy? Hoàn thành đích luôn. Khó hiểu đây. Đã từng đi rồi nhỉ. Đấy à. Gì? Coi như mình chơi xong game rồi mọi người. Cuối mấy chibi dí ha. Rồi về game tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video ha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người.